cận cảnh For Territory Titanium X2023, tân binh nhiều công nghệ bật nhất phân khúc tại Việt Nam. For Territory là mẫu xe crossover cỡ C mới ra mắt Việt Nam, nhưng lại mang đến những giá trị vượt phân khúc nhờ vào sự trang bị mạnh tay của hãng. For Territory 2023 đã chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 10 tháng 10 năm 2022 vừa qua, và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của nhiều khách hàng nhờ thiết kế mới bắt mắt, trẻ trung nhưng vẫn đầy sự cơ bắp. Bên cạnh đó, các tính năng tiện nghi và an toàn của Territory cũng là một điểm cộng lớn, khi Ford đã mạnh tay trang bị đầy đủ những tùy chọn cao cấp nhất có thể có trên một mẫu crossover cỡ C này. Ford Territory 2023 sở hữu kích thước ấn tượng, khi có chiều rộng lên tới 1935mm và chiều dài cơ sở đạt 2726mm. Điều này khiến cho không gian nội thất bên trong xe rộng rãi bậc nhất phân khúc và mang đến ngoại hình bề thế hơn hẳn các đối thủ. Thậm chí, khi nhìn bên ngoài, nhiều người còn có cảm giác Ford Territory đồ sộ không kém SUV hạng trung Hyundai Santa Fe. Phần đầu xe của Territory mới được thiết kế khác biệt với Ford Everest và Ranger 2022 ra mắt Việt Nam cách đây không lâu. Cụ thể, Ford Territory 2023 được trang bị dải đèn LED định vị ban ngày, nằm nối liền với viền trên lưới tản nhiệt và đèn pha LED đặt thấp bên dưới. Ngay cả lưới tản nhiệt cỡ lớn cũng được thiết kế 3D nổi bật với sự tương phản giữa các mảng miếng. Cụm đèn chiếu sáng LED toàn phần ấn tượng của Ford Territory 2023. Ở phần đầu xe chúng ta còn thấy hệ thống 4 cảm biến tương tự như phía sau. Gương chiếu hậu của xe được tích hợp cả camera 360 độ và cảnh báo điểm mù. Ford Territory 2023 cũng là một trong số ít những mẫu crossover hạng C có tùy chọn vành 19 inch cỡ lớn tại Việt Nam. Thiết kế của đèn LED phía sau khá đồng bộ với dải đèn LED định vị ban ngày phía trước. Tổng quan thiết kế bên ngoài của Ford Territory 2023 vẫn là những đường nét đậm chất cơ bắp kiểu Mỹ, chứ không mềm mại hay bo tròn như xe Hàn, Nhật hiện nay. Không gian nội thất Ford Territory 2023 được thiết kế theo xu thế chung hiện nay, với màn hình giải trí trung tâm kéo dài, nối liền với bảng đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô lăng, tạo sự liền mạch và hướng về người lái nhiều hơn. Vô lăng thể thao kiểu đề cắt, mang đến làn gió mới cho người cầm lái Ford Territory 2023. Màn hình điện tử phía sau vô lăng có thể hiển thị đa thông tin và thay đổi giao diện tùy theo cài đặt của người lái. Trong khi đó, màn hình cảm ứng trung tâm lại có kết nối đa phương tiện và hệ thống chỉnh điều hòa tự động hai vùng, tích hợp lọc bụi mịn và tạo ion âm. Ford Territory còn có bệ tỉ tay trung tâm, được thiết kế gọn gàng với núm xoay chuyển số, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, sạc không dây. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama là một điểm cộng lớn với mẫu xe này. Camera 360 độ trên xe có chất lượng khá tốt khi cho hình ảnh sắc nét, độ bão hòa cân bằng và ít quang sai. Ghế lái trên Ford Territory được thiết kế dày dặn, ôm người nên tạo cảm giác vững chãi khi điều khiển xe. Tuy nhiên, chất liệu bọc ghế vẫn chỉ là loại da tổng hợp phổ thông. Công nghệ an toàn chủ động Ford Co-Pilot 360 là một lợi thế cạnh tranh lớn của Ford Territory 2023, với đầy đủ các tính năng như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình chủ động, phanh khẩn cấp chủ động, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và phanh chủ động khi lùi. Một điểm khác biệt nữa của Ford Territory 2023 so với các đối thủ chính là công nghệ hỗ trợ lùi chuồng tự động auto parking. Hệ thống này hoạt động hoàn toàn chủ động và người lái không cần phải can thiệp trong quá trình xe vận hành. Với giá bán khởi điểm từ 822 triệu và cao nhất là 935 triệu đồng, Ford Territory đang phả làn gió nóng lên các đối thủ của phân khúc crossover cỡ C tại Việt Nam.